chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Ngọc Thảo khoe vai trần gợi cảm ngày Valentine, chia sẻ gì mà dân tình đồng loạt hưởng ứng? Chia sẻ của Á hậu Ngọc Thảo trong ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 khiến hội chị em bông hậu trần trần tán thành và không khỏi phấn khích. Trên trang cá nhân, Á hậu Ngọc Thảo chia sẻ loạt ảnh gợi cảm trong ngày lễ tình nhân kèm dòng trạng thái gây chú ý. Cô nàng viết, phụ nữ hãy tận hưởng Valentine theo cách riêng của mình, đừng chờ đợi một bó hoa hay một món quà, hãy tự khiến mình trở thành một bông hoa xinh đẹp nhất. Đáp lại, Á hậu Phương Anh đùa vui, bông hoa xinh đẹp nhất trong vườn hoa phải không ta? Ngọc muốn sâu răng nè, hoa khôi Huỳnh Thúy Vi để lại bình luận. Diện váy hồng 2 giây, khoe vai trần cùng biểu cảm thơ mộng, Á hậu Ngọc Thảo khiến nhiều người không khỏi xích xoa, trầm trồ. Sau một năm giành được ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, nhan sắc Ngọc Thảo ngày càng thăng hạng. Đồng thời, cô nàng đã định hướng được phong cách mà mình muốn theo đuổi, khẳng định được cá tính thông qua những bộ trang phục và mang đến hình ảnh chỉnh chu nhất cho công chúng. Ngọc Thảo cũng là người đẹp đầu tiên trong top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020, mang trọng trách đem chuông đi đánh xứ người và tạo được dấu ấn khi lọt vào top 20 tại cuộc thi Miss Grand International 2020. Với thành tích này, Ngọc Thảo cũng đã xuất sắc lọt vào danh sách top 42 thí sinh của cuộc bình chọn Miss Grand Slam, Hoa hậu của các Hoa hậu 2020 do chuyên trang Global Beauty bình chọn thường niên. Sau đó, Á hậu Ngọc Thảo trở về nước và tiếp tục chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Cô xuất hiện nhiều tại các sàn diễn cũng như các bộ ảnh thời trang thời thượng. Nhiều người hâm mộ mong muốn Ngọc Thảo tiếp tục trau dồi và tham dự thêm một cuộc thi nhan sắc quốc tế khác trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.